Ba bức tượng Phật Thích Ca có sức mạnh gia trì to lớn, ai cũng muốn được một lần nhìn thấy trong đời. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm những video ý nghĩa hơn bạn nhé. Cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. 1. Tượng đẳng thân 35 tuổi của Đức Phật. Khuôn mặt thật đầy phúc lành của Đức Thế Tôn. Đây là tượng Phật đẳng thân 35 tuổi của Đức Phật. Đây được xem là một trong những tượng Phật có tỷ lệ hoàn hảo nhất trên thế giới, cũng là tượng Phật được công nhận là giống Đức Phật nhất. Do đó, bức tượng này có một sức mạnh gia trì vô cùng to lớn. Mỗi người đến đây đều cảm thấy như được trực tiếp chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của Đức Phật. Tu viện này có tên là Mahabodhi, thuộc Bodh Gaya của Ấn Độ, là nơi thờ phụng bức tượng Phật 35 tuổi tôn quý nhất mà chúng ta vừa nhìn thấy. Trên toàn thế giới, chỉ có 3 tượng Phật đẳng thân, 2 trong số đó được đặt ở Trung Quốc. Bức tượng còn lại chính là bức tượng này. Tượng đẳng thân nghĩa là tượng Phật được xây dựng với kích thước đúng như kích thước thật của Đức Phật tại các giai đoạn tuổi khác nhau trong cuộc đời Ngài. Đối với nhiều tín đồ trên thế giới, để được chiêm ngưỡng được tượng Phật đẳng thân là điều rất khó khăn. Vậy nên bức tượng Phật 35 tuổi này càng trở nên vô cùng quý giá. Hình ảnh bức tượng Phật 35 tuổi đặt tại tu viện một cách trang nghiêm, từ bi và đầy trí tuệ, đến mức làm cho tín đồ xúc động đến rơi lệ khi nhìn thấy. Trong video, người ta đang thay áo cà sa mới cho tượng Phật. Vào mỗi ngày rằm, những tu sĩ và tín đồ sẽ thành kính khoác chiếc áo cà sa được làm bằng chất liệu quý giá nhất lên tượng Phật đẳng thân. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, không khí trong chùa tràn ngập vẻ trang nghiêm và kính cẩn. Mọi người có mặt đều chắp tay niệm Phật, những âm thanh bằng tiếng Phạn du dương vang khắp tu điện. Mọi người niệm rằng, để thanh lọc tâm hồn của con dâng lên Ngài bộ y phục xinh đẹp và quý giá, sặc sỡ như cầu vồng của Đế Thích. Mỗi khi con chạm vào nó, con sẽ cảm thấy hoan hỷ. Nguyện con được trang hoàng bằng chiếc y thánh thiện của lòng nhân ái. Ngay cả về đêm, tu viện Mahabodhi vẫn đông đúc người qua lại. Đây là một trong những ngôi đền bằng gạch và đá cổ nhất còn tồn tại ở Ấn Độ. Toàn bộ tu viện được xây bằng gạch và đá. Trên tháp khắc nhiều bức phù điêu tinh xảo. Vào thời của Đức Phật, nơi đây chỉ là một khu rừng, không có bất cứ một tu viện hay tháp Phật nào. Trải qua nhiều thế kỷ, các tu viện với nhiều tháp Phật và tượng Phật đã được xây dựng. Những kho báu này không hiện ra rõ ràng, mà ẩn giấu như chân lý của Đức Phật, chờ đợi những người có niềm tin chân thành khám phá và thấu hiểu. Tại đại điện có rất nhiều tín đồ tập trung đông đúc. Mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng lúc này họ đều có chung một niềm tin. Trong bầu không khí vô ngã và từ bi, họ kết nối với nhau, tạo nên một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tượng Phật đẳng thân ở ngay trước mặt họ cũng cúi đầu mỉm cười, đưa ánh mắt từ bi nhìn từng người đến chiêm bái, ban phước lành và gia hộ vô tận cho tín đồ. Mọi người thành kính tụng kinh, không một giọng nào lệch nhịp. Đây thực sự là một trải nghiệm phi thường từ nghi lễ tâm linh của các tín đồ Phật giáo. 2. Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh, sống động như thật. Đây là bức tượng tái hiện lại hình ảnh Đức Phật lúc đang khổ hạnh. Những ai có cơ hội chiêm ngưỡng bức tượng Phật sẽ nhận được phước báu vô lượng. Toàn bộ chi tiết trên tượng đều thể hiện rất sống động những khổ hạnh của Đức Phật, đặc biệt là trong việc tái hiện rất chi tiết các bộ phận trên cơ thể như da, xương, mạch máu, hiện đúng trạng thái thể chất của Đức Phật trong giai đoạn tu khổ hạnh. Thân hình Ngài gầy gò, bụng hóp sâu, hầu như không còn chút mỡ thừa nào, da căng bó sát, hai má xù hoắm, xương gò má nổi lên cùng hai hốc mắt lõm sâu. Từng chi tiết da thịt và xương cốt được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Toàn thể thân hình biểu hiện trạng thái kiệt quệ về vật chất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, dáng vẻ của Đức Phật vẫn toát lên vẻ kiên định và bình thản vô cùng. Đây không chỉ là một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ, mà còn là một biểu tượng. Nhìn vào bức tượng, các tín đồ như được tận mắt nhìn thấy Đức Phật vậy. Khi Ngài còn là Thái tử, Đức Phật lúc bấy giờ là Tất Đạt Đà, đã từ bỏ địa vị cao sang để theo học với các vị thầy nổi tiếng. Ngài tin rằng tri thức chân chính không thể chỉ đạt được bằng các thực hành nghi lễ,
mà phải đi sâu vào bên trong, tự tìm hiểu. Tất Đạt Đa đã đi theo hướng này, học các pháp tu yoga và thiền định để chế ngự tâm trí và cảm xúc. Mặc dù yoga tập trung vào việc điều khiển thân thể, nhưng thực chất nó là một hình thức tu tập tinh thần cổ xưa. Trong quá trình tu tập, Tất Đạt Đa đã chứng kiến nhiều tu sĩ yoga có thể ngồi yên bất động trong nhiều giờ liền. Hơi thở càng lúc càng chậm, đến mức hầu như không thể nhận biết. Thông qua thiền định, họ có thể đạt được các trạng thái tâm linh lạ thường. Tất Đạt Đa nhanh chóng vượt trội hơn các đệ tử khác trong các thực hành này. Tuy nhiên, dù đã đạt được những trạng thái ý thức hiếm có, Ngài vẫn không thể thoát khỏi nỗi khổ căn bản của mình. Sau đó, Ngài lại theo học với một vị thầy khác, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Vì cảm thấy thất vọng, Tất Đạt Đa đã tiếp tục đi lang thang về phía Nam để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi rằng: vì sao con người phải chịu khổ? Có cách nào thoát khỏi nỗi khổ đó không? Ngài không ngừng cố gắng tìm kiếm và bắt đầu thực hành khổ hạnh cực độ. Trong thời đại đó, tại Ấn Độ có nhiều người tu khổ hạnh. Họ cố gắng đạt tới sự yên bình và trí tuệ bằng cách giảm tối đa nhu cầu sinh tồn. Tất Đạt Đa thực hành cùng với 5 vị khổ hạnh khác và nhanh chóng vượt qua họ về mức độ tra tấn thể xác. Ngài đã dùng 6 năm liền để hành khổ hạnh trong rừng, cố gắng chấm dứt những ước muốn quấy nhiễu tâm trí mình và tiêu hủy những điều Ngài xem là xấu xa trong nội tâm. Ngài đã thử mọi phương pháp khổ hạnh, mỗi bữa chỉ ăn một hạt mè và một hạt gạo để duy trì sự sống. Tất Đạt Đa đã đẩy thân thể đến cực hạn, nhưng Ngài nhận ra rằng điều này không mang lại bất kỳ kết quả nào. Mãi cho đến lúc chấm dứt 6 năm khổ hạnh, những vấn đề của Ngài vẫn chưa được giải đáp. Vậy nên, Ngài Tất Đạt Đa đã tiếp tục một hành trình mới trên con đường tu hành của mình. 3. Bức tượng Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi như sống lại hình ảnh Ngài 2.000 năm về trước. Đây là tượng Phật đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ta nói rằng bất kỳ ai nhìn thấy bức tượng này sẽ như thấy chính Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm về trước. Bởi đây chính là một trong 3 tượng đẳng thân duy nhất trên thế giới được tạo theo hình ảnh của Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế. 2 bức tượng 8 tuổi và 12 tuổi đều được trang nghiêm thờ cúng tại La Sa. Và tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật này được thờ cúng tại Đại Triều Tự, một ngôi chùa theo Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Mỗi năm có rất nhiều tín đồ đến Đại Triều Tự hành hương và chiêm bái. Bởi ngôi chùa này thờ cúng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng và tôn quý nhất trên thế giới. Tượng Phật 12 tuổi đã có hơn 2.500 năm lịch sử, được thờ cúng tại Đại Triều Tự suốt hơn 1.300 năm. Vào thế kỷ thứ 7, Văn Thành công chúa được gả cho quốc vương Tùng Cán Cán Bố của Thổ Phồn. Sau hơn 3 năm, công chúa đã mang tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật về thờ cúng tại Tiểu Triều Tự, đồng thời mang tượng đẳng thân 8 tuổi của Ngài về thờ cúng tại Đại Triều Tự. Đến năm 710, hai tượng này đã được trao đổi, nên từ đó tượng Phật 12 tuổi được thờ cúng tại Đại Triều Tự cho đến ngày nay. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đã yêu cầu các đệ tử tinh tấn tu hành, không lập chùa thờ tượng và không sùng bái bất kỳ hình tượng hay ám mê hình thức nào. Tuy nhiên, trước lúc Ngài nhập Niết Bàn, các đệ tử đã yêu cầu Đức Phật Thích Ca để lại hình ảnh thật sự để có thể hướng dẫn chúng sanh từ đời này sang đời khác. Đức Phật đã chấp nhận yêu cầu này, nhưng chỉ đồng ý để lại 3 bức tượng ở 3 tuổi khác nhau của Ngài. Nhờ sự khẩn trương của các đệ tử, tượng 8 tuổi, 12 tuổi và 35 tuổi đã được xây dựng theo hình ảnh thật sự của Đức Phật Thích Ca. Sau khi Đức Phật đích thân thành hiến cho 3 bức tượng, Ngài cũng nhập Niết Bàn dưới cội Bồ Đề. 3 bức tượng này cũng trở nên vô cùng quý giá. Vì vậy, cơ hội được nhìn thấy trực tiếp là rất khó khăn. Các tín đồ may mắn được chiêm ngưỡng và lễ bái trước tượng đẳng thân của Phật có thể đi xung quanh một vòng hoặc thậm chí chạm nhẹ trán vào thân Phật. Tuy nhiên, du khách không được phép chụp ảnh hay chỉ tay vào tượng. Có thể một số người sẽ băn khoăn tại sao tượng Phật 12 tuổi không giống như một đứa trẻ 12 tuổi. Điều này là do tượng Phật đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Với việc được dán vàng bạc qua các triều đại đã khiến cho tượng Phật trở nên trưởng thành hơn. Ngày nay, mỗi năm vẫn có rất nhiều tín đồ vượt qua hành trình hàng trăm km để đến lễ Phật tại Đại Triều Tự. Trước bức tượng Phật,
những viên đá đã được tín đồ thành kính mài mòn như gương. Nhìn vào tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật đang nhẹ nhàng cười, bạn sẽ cảm thấy Ngài vô cùng trang nghiêm, nhưng đồng thời cũng rất nhân từ và sáng suốt. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.